không có cọp rồi, bởi vì thời buổi này là chưa có cọp, nhưng mà sẽ thả mấy con bò ra. Không, em thấy thả biên tập ra là mình chạy rồi. Tụi tôi sẽ đấu hết sức rồi. Tụi tôi sẽ đấu hết sức mình. Thả biên tập ra đi. Chào mừng các bạn đến với đấu trường hổ quyền voi ré. Voi ré là gì? Đấu trường cổ này là di tích cấp quốc gia và nơi đây xưa kia từng diễn ra những trận quyết chiến sinh tử giữa những con voi và những con hổ. Và mục đích chính của những trận đấu này là huấn luyện voi chiến. Phía sau lưng các bạn là những cái chuồng để nhốt hổ trong đó. Khi có hiệu lệnh sẽ mở ra. Ngày hôm nay, các bạn sẽ trông vai những chú hổ. Hả? Trời ơi, thôi trời ơi. Trời ơi, vậy là có một con voi sao? Khởi cái gì vậy? Khởi cái gì vậy? Cảm ơn. Ủa, mình là con hổ hả? Ủa? Con này con chưa con mèo mà. Con mèo. Tụi mình nhìn không chiến đấu luôn á anh, nhìn mình không có cái gì gọi là khí thế chiến đấu hết trơn á. Anh đợi coi chán thiệt Quy. Các bạn sẽ chuẩn bị đón chào những chú voi chiến của chúng tôi. Đâu, voi đâu? Trời ơi, thiệt luôn á chị. Thiệt luôn hả? Ghê vậy, ekip chơi lớn vậy. Sao nó ghê vậy? Ta tập tạ mà, người ta tập tạ đẹp chứ phải như tập tạ với em đâu. Thế tập tạ sao vậy? Em tập tạ mà em không chịu khoe cơ, không dám khoe cơ. Trò chơi của chúng ta có tên gọi là chọi voi, chọi hổ. Chọi voi, chọi hổ. Sáu cast sẽ trông vai những chú hổ và chia cặp ra để đấu với cặp voi là hai khách mời. Cặp hổ và cặp voi sẽ cõng nhau và thắng thua sẽ được quyết định bằng việc ai bị giật mũ ra khỏi đầu trước. Nếu đội nào ra khỏi vòng tròn thì quay trở lại để đấu tiếp. Ở dưới làm nền thôi đó. Ở dưới là cần những người tập tạ như em á. Đó em hiểu đó mà. Ủa sao mình không chơi giống như thời xưa đi? Cứ thả ra rồi sắp lá cà hết luôn đi. Đúng rồi. Đó, thì em muốn vậy giống như người xưa vậy đó. Xưa em nghe là 5 con hổ đánh với 1 con voi mà. Đúng rồi. Em nghĩ vậy cân công bằng. Tụi em hứa tụi em sẽ ăn từ từ. Bây giờ các bạn đã rõ luật chơi chưa ạ? Rõ rồi. Đóng tụi bạn chiến thuật. Qua bên đây à, qua bên đây à. Đây vậy nè, tức là ở trên là được giật, giật ở trên, giật ở trên là chuyện ở trên, ngồi dưới là phải dựng. Mình có chiến thuật bàn không? Không có, không có sự lựa chọn. Không, mình cũng giao bộ bàn chiến thuật chó sang. Lưng, lưng, voi à, tự trọng voi à. Sao, chiến thuật sao? Sao, chiến thuật sao? Tự trọng. Này.
đi ra ok đi. Rồi. Nói về game thì bộ đôi game thủ chúng tôi sẽ vào trước. Thưa hai anh, em là bị gãy hai cái vai. Anh bị gãy chân. Chưa đấu mà thấy bệnh nhiều quá. Bộ đôi game thủ chúng tôi sẽ làm nên một cơn địa chấn. Gầm một tiếng coi. Hai, ba. Go, 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 go. Tào lao. Chán chê quá trời luôn. Hai đó. Thấy người ta làm nhục chưa? Nè nè. Ủa con voi gì mà ư? Ủa con voi gì mà ư? Gầm đàng hoàng ơi. Đây nè, hai ba. Trời ơi. Rồi. Mất niềm tin vô đội luôn. 3, 2, 1. Ai da, địa điểm. Cái gì vậy? Sao nhảy lên bất ngờ vậy? Không có cảnh báo gì tỷ như vậy. 2, 3. Ừ, đó. Ngồi đi em. Vâng. Mình nói chuyện với đi. Điêu đi. Bây giờ Chris đang bị thương chỗ nào? Dạ Chris em đang bị thương vai trái. Vai trái, vai phải có bị không? Dạ bị luôn. Ok, qua vai trái nó đi. Trời ơi, nó đóng thì nó nói quá, nói nó tụi vậy. Ê, nó nghe nè. Ờ, cái gì? Bây giờ anh sẽ mời hai đứa đi ăn. Anh sẽ cho hai đứa uống cà phê, anh chọn này miễn phí luôn. Ê, khác mẹ đang bị chơi tâm lý đó, bên đó ba cặp à. Mà tao cẩm hồi mày thương thảo hồi lát hồi sau tao đấu nổi hai cặp kia. Ôi chết cha. Đúng vậy. Thôi. Đúng rồi. Trời ơi! Hiệp 1, đội voi thắng. Đấu chưa? Này là thử không hả? Ủa chơi rồi đó hả? Rồi xong rồi. Ủa sao không biết em một phát đi luôn rồi? Đó mọi người, đó là làm cho bên này thắng là vậy đó. Đó chỉ là xé nháp thôi. Rồi lại nè. Bắt đầu nha. Đó thì em đã cháu hơn. Khán giả hiểu, khán giả hiểu. Thật sự vừa rồi chúng tôi muốn làm gì chơi cho rõ ràng thôi. Chỉ là ví dụ cho khán giả hiểu thôi. Rồi Phi nó ghét mất lượt. Ủa? Rồi đó, rồi về đi. Em với Giang đi hả? Dạ. Coi anh Giang nè. Coi anh Giang nè. Mấy đứa con Giang nè. Tụi em là game thủ. Làm gì hoành mệt? Làm gì hoành mệt? Chưa. Không là điên dại. Anh chị chút xíu cho em nghỉ thôi. Xíu thôi. Mệt lắm. Tất cả là con cọp. Mệt mỏi quá, tao muốn đột quỵ. Mệt chưa? Gì? Bây giờ đội hổ có thể, anh Lâm có thể cổng, nhưng mà anh đừng có đưa cái miệng ra được không? Sao vậy? Em sẽ bị phân tâm. Bắt đầu chưa ạ? Lại ok. Bắt đầu. Chưa. Tôi mệt. Wow. Ê, anh đừng có thế. Ê, cố lên. Đúng rồi. Hay á, giờ không được đâu.
bên kia té cũng thua. Điểm á. Bên kia té cũng thua thôi. Hay, chụp luôn, chụp đi. Hiệp 2, đội voi thắng. Trời ơi. Đánh em nè, đánh tụi em nè. Vô. Hay lắm nè. Tưởng gì ghê. Đánh không đánh. Gọi làm gì này chứ? Cho mất sức vậy. Cái gì ta không nguyên. Gà. Quơ được mà nó mệt anh. Không phải. Không. Quơ cái là dễ té lắm. Xong ra gào gào hồi mệt lắm. Mà nãy nó mệt anh. Nó đi hủ quyền thôi, có vậy được. Đấu liền đi. Hiệp 3. Đúng rồi. Bắt đầu. Tuấn ơi, cố lên nha Tuấn ơi. Anh nắm cái đầu đó. Mày cũng dài đó. Rồi, nắm cái đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Có sao mà Hiệp 3, đội voi thắng. Ủa, sao mà em gì vậy? Ê, trời ơi, ăn cho tốt không? K.O. Ủa sao không? Ủa sao nó kéo cái té hay vậy? Thằng heo nó mất chớp. Trời ơi. Nó kéo cái tay vào cái té chứ sao đứng nào. Xin lỗi mọi người. Cho tụi em một hiệp nữa được không chị? Bây giờ đây em lại một lần nữa đi. Người ở trên của em nãy bị nhu nhược quá. Không em phải, cầm... này không có thế. Đúng rồi, là anh mập quá. Cho em ở dưới đi. Bắt ngồi trên thì đâu có thế đâu. Đúng. Bây giờ cho Lâm cộng hai em nè. Đúng, cho em cộng kìa Minh Tấn. Chúng tôi sẽ cho các bạn gỡ gạc danh dự của những chú hổ 2 ngày 1 đêm bằng cách là cho các bạn thêm một trận đấu nữa. Nhưng trước tiên chúng ta phải hỏi ý kiến đội voi à, các bạn có đồng ý không ạ? Đồng ý. Từ từ, sao mà dễ dãi vậy? Sao? Tôi lại nghe đồng ý được không? Có nghĩa là bây giờ mình đang là người trên kèo rồi. Đúng vậy. Mà phải có giá trị của người trên kèo. 5 triệu. Cho chúng tôi hỏi, bao nhiêu? 5. 5 triệu. Bao nhiêu năm? 10 triệu, chơi bắt đầu đi chị. Xin mời các chú hổ không đấu lùi về phía sau ạ. Trời ơi, cái gì hổ phế nhá. Ai sẽ tham gia đấu trận danh dự này ạ? Tôi. Anh Tuấn Vinh làm đi. Để em cho. Nhớ bộ cho nó ly kì gây cấn chút xíu. Gừ 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 đâu. Con khỏe khỏe gì? Kè nó. Nó tóc. Đấu đi. Lên. 2, 3. Vô nè. Bây giờ 6 người cho tạo dáng. Vô nè. Lên, bây giờ 5, 7, 1, 2, 3. Trời ơi. Thua rồi, cái dáng này thua không thấy hả? Cái dáng này thấy thua, dáng mới đi. Không, cái dáng thắng đâu, dáng thắng đâu. Đây, mạnh hổ xuống núi. Không, dáng thắng, dáng thắng. Trời, cái đó là thầy cá rồi. Vô đi. Vô. Trời ơi. Hổ quyền nha. Hổ quyền. Xong chưa? Hổ quyền. Dạ. Đây là hổ quyền. Đây, Ngọc Huyền. Ngọc Huyền. Giới thiệu, đội tôi là Voi. Voi là tượng. Đây, chiến tượng. Đây, bức tượng. Đây, bức tượng. Chơi đi con. Chơi lẹ. Miếng nó hơi rớt. Khúc này cắt giùm em nha. Thua rồi, bức tượng nha. Ơi, nặng quá. Để tạo. Mới lên mở kem nặng quá rồi, thua rồi.
cho anh thắng cái đi. Vâng, rồi, ok. 3, 2, 1, go! Bắt đầu. Rồi, ok. Thấy sao thật rồi mới mặc em vậy? Mày nhỏ tuổi hơn anh đó. Em nhỏ tuổi anh mà. Em nhỏ tuổi hơn anh. Đúng, đó. Không. Để anh chút xíu đi. Thà chết vinh hơn sống nhục. Đúng. Đi. Đi đâu? Đi. Được rồi, 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 tiếp tục vô tiếp từ đây em né không mà làm sao anh Hiệp 4, đội voi thắng. Ủa sao nó chắc vậy? Đúng chắc luôn. Ôi cái này chắc lắm, này chắc lắm. Đúng như tôi vậy đó, đội tôi tiếp tục thua. Thôi thua rồi đó. Ủa mình thua luôn hả? Thua đi, thua đi. Nó giỏi quá, thua đi chị ơi. Thôi bây giờ mình biết mình sẽ bị hình phạt là không được ăn từ đây cho tới tối. Thử thách tại đấu trường hổ quyền, rất tiếc đội các bạn không giành được kim bài. Để tiếp sức cho các bạn, chúng tôi quyết định kết nạp hai thành viên vòi chiến của chúng tôi vào đội các bạn. Và hai thành viên vòi chiến sẽ tiếp tục tham gia hành trình cuộc đùa di sản cùng các bạn. Em nói nè, nghe sang mà hồi nãy anh vô gánh vác tiếp thay cho anh Lâm sao đúng không? Đúng không? Đúng rồi, nãy giờ mình đô dập với người ta, bây giờ mình vô nhà đó thì mình giả bộ. Mấy anh cho tụi em... Xíu nhịn đâu hết. Rồi tự nhiên thêm hai miệng vô được ăn nữa. Mất 10 triệu em trả lại cho mất. Biết là chúng ta sẽ gặp lại những cái người anh em mà chúng ta đã cùng chung vai sát cánh. Yeah. Wow, amazing. Và đó là một cái điều mà Phát nói là thật sự vinh dự cho Phát vào luôn. Thưa quý vị, đây là chương trình Hai ngày một đêm tự do tự do. Trời ơi, đông quá. Trời ơi, đông quá đi trời. Chào bà con, chào bà con. Chào bà con, chào bà con. Chào mừng các thành viên của Hai Ngày Một Đêm đến với làng Sinh. Làng Sinh cái kia đời chùa Nghệ Phúc Chu thì có những bãi tập luyện binh võ thuật, và sau khi đến Nguyễn Hoàng lên ngôi để lại cho làng Sinh một cái lễ hội riêng sống và duy trì cho đến ngày nay. Làng Sinh vẫn duy trì lễ hội vật truyền thống vào ngày mùng 10 tháng giêng hàng năm âm lịch. Dạ, tụi con cảm ơn bác. Bây giờ xin mời các bạn về cùng một phía. Và bây giờ sẽ có 8 chàng trai làng Sinh ra tiếp chiêu các bạn. 8 chàng trai làng Sinh ra tiếp chiêu các bạn. Rồi. Tám nghệ sĩ sẽ tham gia đấu vật với 8 chàng trai làng Sinh. Các bạn sẽ tự chọn đối thủ cho mình. Họ là những đồ vật truyền thống.
chúng ta sẽ thi đấu theo cặp. Đội nào thắng nhiều trận hơn thì sẽ thắng chung cuộc. Luật đấu vật sẽ theo thể thức truyền thống. Ai lắm lưng trắng bụng trước thì thua. Và quyết định thắng hay thua là do trọng tài chuyên nghiệp. Bây giờ, chúng ta sẽ có một trận đấu minh họa để rõ hơn về luật thi đấu. Nhẹ nhàng thôi nha. Bãi làng, bãi làng. Wow. Rồi. Cái này phải có thế biết chơi chứ còn. Búng lên như con cá luôn á. Rồi đâu rồi. Ủa gãy chân hả? Đổi đi cái chân sợ quá. Lột là lắm lưng rắn bụng. Nửa là thua. Nửa là thua. Đau chân đau lắm á. Cố lên anh ơi, cố lên anh ơi. Trời ơi. Hết nổi rồi kìa. Rồi á. Em đau luôn hả? Hả? Em đau đầu tiên luôn hả? Đầu tiên luôn. Cho nó khỏe. Người tham gia thi đấu đầu tiên là nghệ sĩ Trường Giang. Mời chỗ này, mời chỗ này. Rồi, ok, rồi, cảm ơn. Rồi, bây giờ mình ra ngoài thi đấu. Yeah!
Quyết lên một cú đấy nghe, quyết lên một lần nữa thôi này. Thấy cái móc mà. Thấy cái móc mà. Cú này là cú 1 này, cú này là hết này. Chưa nhìn lưng hòn, nhìn lưng 1-0 cho làng Sình. Trận đấu tiếp theo là Chris Phan. Điết nè, điết nè. Cố lên em ơi. Trao đây. Giơ tay lên, giơ tay lên. Giơ tay lên. Giơ tay lên. Tuy thường thì thường thì tùy. Quay luôn, quay luôn. Con chừng chừng nha. Con chừng chừng nha. Anh ơi!
luôn rồi. Không cho làng sinh. Wow. Tiếp theo xin mời đô vật Sông Luân. Vô trong đó ra ngoài á. Ra ngoài ngoài gạch này là dừng luôn ha. Khi mà mình vội vai là đừng dài nha. Chưa chưa. Vật lại. Đừng. Tiếp tục. Cổ vũ với em tin đó. Lên. Tiếp tục. Oh.
mừng đội Hai Ngày Một Đêm đã có tỷ số đầu tiên 2-1. Chọn ai? Chọn ổn mà, chọn ổn nhất phải không? Chọn ổn nhất. Mệt nha. Không được đi mệt nữa. Không phải bỏ vật.
là bên hồi vật vỏ chứ không phải là đánh bóc. Dương Lâm chiến thắng, tỷ số là 2-2. Tiếp theo là Kiều Minh Tuấn. Tỷ số 3-2 nghiêng về Lan Trình. Tiếp theo vào sân là Hiếu thứ hai. Thank you.
Tỷ số 4-2 nghiêng về Làng Sình. Chiến thắng, tỷ số là 4-3 nghiêng về đội Lan Sinh. Bá đây thương không? Hãy đau đây, hãy đau đây, hãy đau đây. Thì Tiên. Wow. Thì Tiên, Thì Tiên, Thì Tiên, Thì Tiên, Thì Tiên, Thì Tiên. Anh em ơi, xin lỗi, anh chưa kịp nhìn khách mời ghi lại luôn. Thôi thấy Nam là đẩy đi đi anh ơi, em thấy Nam rồi. Đó là một thằng bạn của em. Hả? Em đang nghĩ nó cho nó vô đi. Thôi. Nó sưng mưng tay đồ cũng được. Chơi đi hả? Thôi vô chi. Chun ơi, vô Chun ơi. Mấy đứa này xin lỗi Chun nha. Đưa tôi vô đây. Không. Bây giờ tôi nghĩ lại rồi, tôi qua bên kia tôi không chơi nữa, tôi về. Ủa, đi về đúng không? Ê da. Ê, đào nách luôn á. Đào nách. Từ từ. Ê. Áo mới, có thai. Trời ơi, từ từ. Kinh cái chiều gì mà nó ác ôm vậy? Ủa. Cái gì vậy? Rết. Ủa. Chào mừng hả? Ê, đủ búp. Ủa, có vụ đó nữa hả? Cái gì vậy? Ủa, chào đi. Không được chào cái này. Cái này không có quay được. Tại cái này em người ta. Chào cái gì vậy? Đưa lên rồi chào đi. Chào chào mọi người. Chào Jun. Hello. Hồi nãy ở trong kia là bé. Bé. Bé nào nắng quá. Bé. Bé nói y chang y chóc luôn, thế nào anh ra cũng bị đuổi. Em nói không có đâu, này bạn thôi lắm. Hai khách mời sẽ tham gia thử thách hên xui của chương trình để chia đội. Thử thách có tên là ly nước may mắn. Khách mời nào chọn đúng ly cà phê sẽ được quyền ưu tiên chọn thành viên cho đội mình. Alo, chọn thành viên luôn á. Mời hai bạn tiến lên nhận nước. À. Rồi, nhường em chọn trước. Đi. Rồi, rồi Tiên đi xa rồi Tiên ơi. Xa
sao vậy? 100% á. Em chơi mẹ mong hết mình. Anh chú anh ra từ một bát nha, nấu bát nha, nấu bát nha, mẹ cùng hóa đẹp, mẹ cùng hóa đẹp, mẹ cùng hóa đẹp, uống cắn giả tạo sự thật mà mất lòng mẹ. Cái muối đúng không? Uống mẹ nuốt. Bài học đầu tiên mình được phun ra nha em, không được uống hết. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Sao không ai nói em? Anh đã nói chung vô mặt. Anh đã nói chung vô phun vô mặt Lâm đi. Chọn thành viên nào? Ok, em nhớ rồi. Cái chọn thành viên nào phun mặt em chọn ai? Em nhớ rồi, anh đó, anh đó. Chuyên phạm uống ly cà phê nên được chọn thành viên trước. Yeah. Tôi là Kình Ngư. Được. Tôi cho bạn cơ hội vào đội của tớ. Nguyễn Huy. Rồi. Rồi. Chọn anh. Em chọn anh đi. Em chọn. Xinh quá. Em cho anh chơi với em đi. Là anh cọc với em đó mà. Giờ anh diễn nét gì vậy? Cái nét anh vậy đó. Nói trước là anh Dương Lâm không biết bơi. Rồi xong rồi đó. Bơi nghe người ta nói vậy. Anh Tuấn cũng không biết bơi. Em sẽ chọn anh Giang. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở đây mà kinh nghiệm ai qua tôi. Rồi. Rồi. Rồi người thứ hai. Quá trời. Em nhận biết là có kinh nghiệm trèo. Trèo. Cách đây 10 năm anh đã trèo cái này rồi. Đây chỉ là một cô bán đậu phộng thôi, anh đừng có tin hết đâu. Ủa sao những người hèn hạ đứng bên này vậy? Cái gì? Trời ơi. Ủa có quy định người hèn hạ đứng phải hả? Tại vì theo chương trình đang có thể là okay, cho người này một đội không? Tôi về với bé Tiên à. Rồi tôi chọn Kiều Minh Tuấn đi coi ảnh không hèn hạ như thế nào. Bà Tiên. Bà Tiên ơi. Bà Tiên ơi sao bà ghét con nghe? Tại còn mình khi đó sẽ hóa thân thành cô Tiên. Cô Tiên về bán giá, cô chọn con đi, cô Tiên ơi. Chọn em rồi. Cô Tiên, cô chọn con đi. Anh đợi lần sau đi. Yeah. Không, không ai chọn. Bò qua đây. Trời ơi. Đồ Lê Dương Bảo Lâm. Không ai chọn. Em nhớ ngày hôm nay em không chọn anh nha. Anh chơi với em thân bại danh liệt. Chơi đi. Chúng ta sẽ chơi trò chơi kéo co trên thuyền thúng. Trời ơi, yeah, vậy đúng rồi, xin thua. Vô đây. Kéo co. Mỗi đội cử một thành viên lên thuyền. Ai kéo thuyền về phía mình và lấy được cờ sẽ là đội chiến thắng. Chúng ta có 3 lượt chơi. 2 lượt đầu tiên, lần lượt từng thành viên của mỗi đội sẽ tham gia. Đến lượt thứ 3 thì 2 thành viên còn lại sẽ tham gia. Lượt 1 và 2, đội thắng mỗi lượt được 1 điểm. Lượt thứ 3, đội thắng được 3 điểm. Phần thưởng chiến thắng chính là bữa trưa với những đặc sản của Lý Sơn. Đội thua tự đánh bắt cá để làm bữa trưa trên thuyền. Tự đánh cá luôn hả? Ủa mà vui không lắm có không? Kỹ năng khó đánh lắm. Cặp đầu tiên em đi. Chúng đây. Tôi cử chị bán nước bán đậu phộng. Bán đậu phộng. Tôi cử chị bán nước mía. Tôi cử chị bán nước mía. Đúng rồi. 3, 2, 1 bắt đầu. Chị bán đậu phộng rồi. Tiên ơi, quánh đó. Đúng rồi. Kẹp cổ đó Tiên ơi. Kẹp cổ đó. Yếu quá. Bé lão đảo rồi. Kéo mạnh lên tiên. Anh thả cho con bé nó kéo một xíu đi, mình thắng chắc rồi. Hay quá Tiên ơi. Rồi làm đi anh ơi, chơi đi anh Tuấn. Ủa sao kỳ vậy? Anh Tuấn ơi chơi đi. Chơi thiệt đi anh Tuấn ơi. Yeah.
đúng rồi, đúng rồi, anh ơi, đúng rồi, đúng rồi, anh ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Dĩnh chắc là đứng liền luôn. Qua đi Tuấn ơi, đúng rồi. Anh ơi. Bấn xuống hồ đi, bấn xuống biển đi. Tiên ơi, kẹp cỏ kẹp bên Tuấn đi, giờ mang đây kẹp cỏ. Tiên ơi, không có lại đâu. Tao nuôi trong nắng nè. Tiên ơi, chơi dơ đi em ơi. Chứ không có lại tới nó. Chơi dơ đi, chơi đàng hoàng không lại người ta đâu. Đúng rồi, anh Tuấn. Ơi, 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 ơi. Đúng rồi, anh Tuấn. Rồi, 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 ba, hai, một, bắt đầu. Quay cố lên. Thích bóng tiền đâu? Quay lên. 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 Trời ơi, trời ơi, Quyên, chơi gì kỳ vậy? Mày cái mất rồi. Em ơi, leo lên, leo lên rồi. Thầy Lăng Hiếu, thầy Lăng Hiếu ơi, giật lại Quy ơi. Trời ơi, leo lên. Trời ơi, cậu đạp xuống. Trời ơi, đạp xuống. Trời ơi, đạp xuống. Trời ơi, quá. Trời ơi, đạp xuống. Trời ơi, quá. Nếu trai không có dương nhịn người ta. Quá ư là anh ra rồi. Chìm xuống rồi, chìm ơi, chìm ơi, chìm cái thúng luôn rồi. Thôi chìm ơi, chìm ơi, chìm ơi, chìm ơi, chìm ơi. Ơi, trời đất. Quyết đấu lẹ đi. Hay quá, Hiếu ơi. Hiếu ơi, hay quá. Hiếu đủ rồi. Ngô Kiến Quê. Không, Hiếu không hiểu. Hiếu không hiểu. Cuốn. Mày là cuốn vô. Cuốn cái tay vô. Hay quá, hay quá. Rồi, xong đứng rồi. Cuốn cái dây vô. Hay quá. Là hay quá. Trời ơi, hay quá. Em phải cuộn cho giống như anh nè. Đúng rồi, chú thấy sao anh? Cuộn, cuộn dây giống Hiếu á. Cuộn vô, giật lại, cuộn vô, giật lại. Trời ơi, Quy chân gian quá, Quy đèn. Đèn cổ nhỏ kìa. Anh gian vậy coi. Trời ơi, Quy ơi. Bây giờ. Đúng vậy. Quy chân sắp. Quy chân sắp. Quy chân sắp. Đội Thủy Tiên chiến thắng. Hay quá, vỗ tay. Hay quá. Tao có sức rồi, nó mạnh quá. Hấp dẫn mày. 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa anh em thì cảnh lại ra luôn. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Ai da. Đứng ra ngó nhìn nha. Kìa kìa.
rồi. Trời ơi. Trời ơi. Hai trăm mùa già. Đâm xuống đi. Tụi em đi ăn được không? Chứ giờ tụi em chán với cái thái độ chơi game này của mọi người quá. Ăn gian. Dừng lại đi, đừng hành hạ em tôi như vậy. Ủa sao tự xử luôn? Gỡ mít ra cho anh coi. Tụi em cũng gỡ mít nữa. Kết ơi, cứu anh nha. Làm đi. Để tôi giết nó. Mày phải chết. Chạy đất. Sắp lá cà đi. Chơi là vui. Chiến thắng.
Thôi bà tiên bà không ra là không thắng nổi, bà ra bà kéo phụ mới nổi á. Nó Lâm khỏe ghê luôn á. Lâm anh đập kinh thật luôn á. Đập cái khúc là thùng 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 luôn. Tôi thấy là thiên nhiên gọi là ưu ái bên kia nhiều hơn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mà gió nó cứ tạt tạt qua, chúng tôi không làm lợi. Không phải, bình thường thôi, tại vì mình khỏe hơn, mình mạnh hơn, như vậy là quá công bằng rồi. Đã nói trước với lại mấy đứa rồi, cố gắng đi. Tại sao mấy đứa lại yếu như vậy, chán ghê. Ủa, mời chị bán đồ phòng ra khỏi đoàn chúng tôi. Sau 3 lượt chơi, đội của Thùy Tiên là đội chiến thắng. Đội thắng được nghỉ ngơi và ăn trưa. Wow. Đội thua phải lên thuyền đánh bắt cá ngay bây giờ. Wow. Wow. Thôi à, chúng ta đi dùng nhà hàng đi thôi. Xin mời. Đội trưởng của đó thực hiện bị sản rồi. Gạt giò.